các bạn, mình là Kim, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Hôm nay thì cả gia đình mình đang trên đường đi đến Scotland các bạn. Scotland là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh. Thì trong cái Vương quốc Liên hiệp Anh đó cũng như các bạn biết là gồm có England nè, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales. Mình từ Liverpool lái xe đi đến Scotland thì khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng, tùy thuộc vào giao thông các bạn. Đây là Tony đang đi cái đường tắt, đi đường bên trong đó để tránh kẹt xe, chứ không có chạy ở ngoài cái đường cao tốc các bạn. Với lại mình đi cái đường ở trong đây thì ngắm cảnh đẹp nè, ngắm cảnh đồi núi, đồng ruộng, trang trại, người ta nuôi bò với cừu quá trời luôn đó các bạn. Sau gần 4 tiếng lái xe thì mình đã đến thành phố Edinburgh rồi nè các bạn. Edinburgh là thủ đô của Scotland, là thành phố đông dân thứ hai của Scotland và là thành phố đông dân thứ bảy của Vương quốc Anh đó mọi người. Edinburgh được công nhận là thủ đô của Scotland từ thế kỷ thứ 15. Đây là trung tâm tài chính lớn thứ hai của Vương quốc Anh và các điểm tham quan lịch sử văn hóa của thành phố đã khiến nó trở thành điểm du lịch được ghé thăm nhiều thứ hai của Vương quốc Anh. Như các bạn thấy thì thành phố mang kiến trúc cổ kính, lịch sử ha các bạn. Mời các bạn cùng mình đi dạo tham quan thành phố Edinburgh của Scotland nha mọi người. Fouled up the street, it's very dirty. Got a bag to put it in, please. Yeah, okay. A small one. Mẹ ở đây nè.
The cats are up there, right? Abrir ahora. It's too big, babe. You already got the rabbits anyway. Did you buy the owl and the rabbit? They were very sad. Yeah, the rabbit be very unhappy. You don't want him no more. Did you got new friends or rabbit sad? The rabbit cry. Cry. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Okay, this is exactly what happened.
đất đi con. Ngồi đất đi nè. Make sure you read the full title. Performing on the streets everywhere.
We walk around here outside. We're gonna go around there. Yeah. Only go on then, go up there. Thank you.
stay close by, you don't want to get lost here, okay? Let's just have a quick find out who it is. Out there.
I said to you, wait there. She must have had them made.